Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trưa trên kênh VTV1. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, giải chạy S-Ray 2022 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chặng thứ 2 trong hành trình của S-Ray, giải chạy lớn nhất dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước. S-Ray thành phố Hồ Chí Minh 2022 với chủ đề là chinh phục chính là một hành trình nhân văn để kết nối các học sinh, sinh viên với gia đình và nhà trường. Ngày hôm nay, sau S-Ray Quảng Nam Bản Lĩnh, S-Ray thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề chinh phục là mảnh ghép tiếp theo góp phần khắc họa chân dung một thế hệ Việt Nam mới với ý chí bền bỉ, tinh thần mạnh mẽ, sự nỗ lực không ngừng và tràn đầy khát vọng vươn lên. Giải lần này thu hút sự tham gia của gần 5.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua 5 chủ đề nối tiếp nhau tại 5 điểm đến gồm Bản Lĩnh, Chinh phục, Trưởng thành, Vươn cao, Tỏa sáng, cùng thông điệp vì tầm vóc Việt, S-Ray 2022 là một hành trình nhân văn kết nối học sinh, sinh viên với gia đình và thầy cô. Qua cái hoạt động này thì ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo thành phố để tiếp tục phát triển cái phong trào thể dục thể thao. Và theo tôi đánh giá, đây là một cái hoạt động mà gần gũi với các em học sinh và dễ thực hiện nhất trong cái môi trường giáo dục, đồng thời là giúp cho các em có những cái hoạt động trải nghiệm và những cái hoạt động cùng nhau thi đua trong cái phong trào và trong cái hoạt động thể chất của các em, hỗ trợ cho cái công việc học tập chính của các em trong nhà trường. Để một thế hệ trẻ phát triển thì ngoài dinh dưỡng, các em cần phải có thêm thể thao để phát triển về tinh thần. Đó là điều tập đoàn TH mong muốn hướng tới để giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam luôn đồng hành phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua giải chạy lần này, ban tổ chức hy vọng S-Ray sẽ tiếp tục lan tỏa những thói quen tốt, tinh thần lạc quan và thái độ tích cực đến với 25 triệu học sinh, sinh viên trên khắp Việt Nam. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.